Và kính thưa quý vị, Mrs. Rossi Dreams là một tác phẩm đáng đọc của nhà văn Khánh Hà. Mrs. Rossi Dream tạm dịch là một giấc mơ của bà Rossi, là một tác phẩm văn học lịch sử hư cấu được chấp bút bởi tác giả người Mỹ gốc Việt có tên là Khánh Hà. Trang referfavorite.com đưa tin rằng tác phẩm này lấy bối cảnh trong và sau chiến tranh Việt Nam. Nhân vật chính đến Việt Nam trong những năm 1980 để tìm con trai của bà con trai bà mất tích trong thời gian chiến tranh Việt Nam với tư cách là một trung úy trong quân đội của Hoa Kỳ. Bà Rossi đi cùng với con gái 18 tuổi. Đây là đứa con bà nhận nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long trong thời chiến. Và tại đây, họ đã gặp được ông Giang là một cựu chiến binh từng có một thời gian dài ở trong nhà tù cải tạo. Cuộc gặp này khiến cho bà Rossi có thể mường tượng để tiếp tục khám phá ra sự thật đầy nhạy cảm về nơi ở của con trai của bà. Tác giả Khánh Hà nêu lên cả cái đẹp và bi kịch của Việt Nam bằng cách lột tả sự thật về những gì diễn ra trong thời chiến. Tác giả cũng khắc họa cách của những người còn lại phải đối mặt với mọi thứ và tiếp tục cuộc sống của họ. Cốt truyện giàu cảm xúc, xoay quanh việc phát triển tâm lý nhân vật của một một cách rất là tinh tế và sắc sảo. Tác phẩm dày hơn 300 trang với giá bán là 28 Mỹ Kim. Đây là được xem tác phẩm nên đọc dành cho những người yêu thích thể loại văn học này.